Welcome back to my channel. Xin chào các bạn. Trong video này, mình sẽ thử khả năng cũng như là cái độ hiệu quả của Seeker trong trận đấu mà đối đầu với những cái người chơi khác nhá. Ở đây thì game nó đang có cái sự kiện 2v2. Đây, đấy, lại một cái sự kiện nữa ngon lành cho những cái bạn cày chay. Mình sẽ làm bên nick cày chay của mình sau. Nhưng trong video này mình muốn thử ở cái chế độ này để xem là Seeker có đối phó với những người chơi khác một cách hiệu quả hay không. Cái sự kiện này nó mới diễn ra nên là mình tin rằng mình sẽ gặp những cái người chơi khác. Để xem nếu như mà họ đối đầu với một con Seeker như này thì họ sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào nhé. Và liệu mình có bị ăn hành ra bã hay không, hay là mình có cái bản thể hiện tốt. Con này thì mình đã nâng lên 6 sao rồi, tuy nhiên full sao tím thì còn chưa dám nói mạnh mồm, nên là tầm này 6 sao thì mình cũng thực sự là hơi lo lắng về con này khi mà vào thực chiến nhá. Ở đây mình dùng cho nó là bộc hóa. Ở thời điểm hiện tại thì đây là cái đồ ngon nhất cận chiến mà mình có. Còn Ember Gun hay là vòng cung thì mình cảm thấy là đồ đạc của mình nó chưa được ok để mình phát huy được tốt con này. Đây rồi. Top 90 thế giới nha, uy tín nha. Quá là uy tín luôn. 3, 2, 1, go. Như kiểu vớ được vàng luôn này. Đây rất là uy tín các bạn nha, để xem top thế giới xử lý thế nào nha. Tất nhiên mình nhắc lại là mình cũng không tự tin về con này đâu. Đây là mình phải nói thật là như vậy. Mình không tự tin về con này đâu. Đấy mình nói thật nha. Không hề có sự tự tin hay là chủ quan. Ôi dùng pháo xoáy thế này thì xác định rồi. Xác định nha. Được pháo xoáy thì đúng là xác định rồi. Mình lui về nha. Mình sợ anh bạn ấy sẽ chơi cận chiến á, nên mình lui về. Biết ngay. À không phải. Đâu rồi nhỉ? Đây. À shot nha, có căn bản nha. Mình liều nha. Liều này. Đó, khống chế được mình rồi nha. Đấy các bạn thấy không? Quá là đơn giản. Quá là đơn giản để tấn công Seeker. Đấy nó quá là đơn giản luôn. Chỉ cần đơn giản là một con shot thôi. Và nếu như bạn có Guardian thì các bạn lại cũng phế được. Đấy như mình ăn rồi. Căn bản là vừa nãy anh bạn ấy cũng chưa đủ sát thương cho lắm. Nhưng mà mình cũng gần hẹo. Đấy các bạn có thể thấy là, ví dụ như là các bạn có sốc sát thương nhiều hơn đi. Đấy thì chắc chắn rồi, Zephyr, Shot, Guardian là sự lựa chọn quá là dễ dàng và quá là tuyệt vời để chống lại Seeker các bạn nha. Rồi một cái kèo đấu nó vô cùng căng thẳng. Rồi, à có toan tính. Có toan tính nha. Rồi anh em bạn này có. Rồi bắn rồi nha. Mình để bắn rồi. Rồi rất là trâu. Rồi ok. Rất là tốt. Xuyên sao tím nha. Được. Nói chung là nó cũng thuộc cái hàng gọi là căng kéo đấy. Thuộc hàng căng kéo đấy. Đấy top thế giới các bạn nha. Top thế giới đấy. Chứ không đùa đâu. Đấy top thế giới hẳn hoi nhá. Chất lượng. Thật ra thì mình cũng có nhiều bạn sẽ bảo là top thế giới thì chưa chắc đã kỹ năng cao đúng không? Nhưng mà anh bạn này cũng top 90 chứ đâu phải ít. Đấy, top 90 thì cũng không thể nào mà phủ nhận về cái trình độ của anh bạn này đúng không? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là nó vẫn sẽ có một cái button này. Đấy, có đầu tư nha. Nhưng mình sẽ không chơi, mình thừa biết là mình không đủ để mình tiếp cận button này rồi, nên mình sẽ đợi anh bạn này hết khiên nha. Đấy. Cái gì thế thôi, cũng phải cần kỹ năng nha. Kìa, liệt nút các bạn ạ. Rồi mình liệt nút đây. À sau lưng, anh bạn này không xem video của mình nên quay lại sau lưng để bắn. Rồi mình liệt nút đây. À sau lưng, anh bạn này không xem video của mình nên quay lại sau lưng để bắn. Rồi mình liệt nút đây. À sau lưng, anh bạn này không xem video của mình nên quay lại sau lưng để bắn. Bây giờ mình mới đến này. Bây giờ ôi cái con bot này
Nếu mà không có con bot này mình win rồi. Khẳng định như vậy. Anh bạn ấy không xem video của mình các bạn ạ. Đấy, nên là vừa thấy ký hiệu ngắm và cái đã quay sau lưng rồi. Do không xem video của mình đó. Chứ xem video của mình sẽ biết là khi nào thì quay lưng lại nha. Khi nào thì không quay lưng. Ôi, anh bạn ấy bị con bot nó hạ gục rồi. Đấy. Nên là mình cảm thấy rằng là những cái nội dung mình làm cho các bạn ấy thì mình cũng đầu tư từ việc gọi là yêu cầu, mong muốn từ các bạn. Cũng như là mình bắt nguồn từ việc là muốn các bạn có thêm nhiều cái kinh nghiệm đấy, để các bạn coi như là có thêm nhiều cái để các bạn phòng vệ cho bản thân ấy trước những cái đồ mới. Bởi vậy mình rất mong là mọi người có thể ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký và like đấy, cho những cái nỗ lực của mình để giúp các bạn có những cái trải nghiệm tốt hơn đấy, những cái trải nghiệm dễ dàng hơn cho con game này nhá. Đấy, các bạn thấy không, vừa nãy anh bạn này dùng con button và thấy mình quá vào một cái em bạn ấy quay vào sau lưng luôn. Đấy, bởi vì đây là mình mới chỉ nhìn thôi, mình chưa tấn công mà anh bạn ấy đã vội vàng quay sau lưng rồi. Đấy, nên là ok, mình win rồi nha. Một cái phán đấu rất là chất lượng luôn. Đấy, mình đã win. Rồi, tiếp theo là một anh bạn Nhật Bản nhá. Một anh bạn Nhật Bản để xem anh bạn này sẽ đối phó với mình như thế nào nhá. Rồi, chơi thì chúng ta cũng phải có cái sự chơi bắn tỉa nha. Ô kìa, không né được các bạn ạ. Rồi, redot nha, một con redot nha. Rồi, ok. Rất là đơn giản cho một con redot thôi. Redot thì mình đã gặp nhiều lần rồi. Ôi thôi, xong ôi, các bạn thấy không? Thôi thì được cái nọ thì mất cái kia chứ biết sao rồi. Mà mình cũng đã có sự cố gắng rồi. Hello. Kìa. Sao mình bắt mục tiêu mà kém nhỉ? Vô lý hư cấu. Rồi sao mình bị ép rồi. Rồi anh bạn này chơi rồi nha. Mình dính được một viên rất là đau. Anh bạn này cũng sẽ phải sợ nha. Sẽ phải sợ mình nha. Mình ấy cho phế này. Lên phế đi. Rồi. Rất là đau nha. Không sao. Mình đang bị lấn át rồi. Mình bị cái tỷ số nó kém rồi. Nhưng không sao. Đàn đấu vẫn đang rất là thú vị nha. Rồi giúp cái hàng rào bắn đây cái này. Để rồi con shot nha. Một con shot nha. Rồi không đủ sát thương rồi. Nó trâu quá. Không đủ sát thương rồi. Phải giữ khoảng cách. Ô, bạn kia bị con boss nó hạ rồi à. Ôi chán thế. Chơi kiểu gì vậy? Chơi kiểu gì? Đây, clip nha. Rồi, Panther nha. Rồi, bắt kèo rồi. Bắt kèo. Rồi, bắn vào đây thử phát này. Rồi. Thôi, xác định về phòng đĩa luôn đi chứ còn cái gì nữa. Xác định về phòng đĩa nha. Rồi, xác định về phòng đĩa luôn. Phòng đĩa nó vã thì... Thôi rồi luôn. Rồi, eclipse nha. Dựng cái hàng rào cho chắc cú này. Rồi, bắn vào đây nha. Ok, mất rồi. Mất tầm nhìn rồi. Ok. Rồi lần này, rồi đứng ở đây là ngon nha. Đứng ở đây an toàn nha. Nãy mình đứng cái chỗ nó không an toàn tẹo nào. Rồi shot nha. Mình sẽ đợi anh bạn này dùng kỹ năng cái đã, kéo cái tâm xuống đây để đánh lạc hướng nha. Không nhìn vào anh bạn này. Đợi anh bạn này dùng kỹ năng rồi mình mới kéo tâm lên nha. Dùng kỹ năng đi. Rồi ok. Rồi mình vẫn kéo tâm xuống nha. Anh bạn chưa biết mình dùng con gì đâu. Và surprise, bất ngờ chưa? Đấy, cái gì thế thôi, kỹ năng các bạn nha. Mình thì không phải là mình tự hào là thế nọ thế kia đâu. Nhưng chắc chắn rồi, phải quan sát, đánh giá và đưa ra kết luận. Rồi, tàng hình rồi nha. Rồi, làm gì được mình đâu. Rồi, bắn đi, anh bạn này đang hoang mang nha. Kiểu tấn công này là của một người đang hoang mang nha. Tấn công theo khuynh hướng gọi là dọa mình thôi. Để đánh chơi thôi. Rồi không được. Để con nhâu màn này đi cái đã nha. Rồi ok. Ôi tàng hình rồi. Tốt nha. Cứ bình tĩnh thôi. Rồi con này một vã là bay luôn nha. Rồi ok. Nạp lại đạn chút xíu này. Rồi anh bạn này xác định nha. 1, 2, 3. Ok. Rồi nha. Đấy. Các bạn đánh giá thế nào? Có chất lượng hay không?
cái gì thế thôi. Phải có cái sự đánh giá. Rồi, Guardian nha. Mình cũng sẽ không nhắm bội, cứ bình tĩnh, phải đợi nó dùng kỹ năng cái đã. Kiểu gì anh bạn này cũng dùng kỹ năng mà thôi. Đấy, quan trọng là khi nào. Rồi, bắn rồi nha, bắn rồi nha. Rồi, hết phòng đĩa rồi, dùng kỹ năng rồi. Hello. Ơ kìa. Ơ kìa. Mình lại đi xuống đây, mới đau nhỉ. Rồi, đây là một nhược điểm nha. Khi mà các bạn ở cái vị trí mà có vách đứng ở trên hoặc dưới nha, thì các bạn sẽ... điều nha, điều ăn nhiều nha, điều ăn nhiều, điều ăn nhiều, ok. Không hiểu bằng một lý do nào đó anh bạn này vừa nãy phế mình mà không thành công nha. Chứ bình thường là được rồi đó. Rồi, ok. Rồi, con Panther, con này thì quá là dễ rồi. Tại vì anh bạn này dùng tia trọng lực các bạn ạ. Dùng tia trọng lực thì rất là dễ nha. Dùng tia trọng lực rất là dễ. Mình đợi con Bastion đi cái đã. Rồi, quăng hàng rào rồi. Quăng hàng rào là xác định nha. Đấy, tấn công rất là mơ hồ nha. Tấn công rất là mơ hồ nha. Rồi, ok. Đấy, ván đầu thứ hai cũng rất là mãn nhãn nha. Rồi, mình hoàn thành nhiệm vụ mất rồi. Đây, mình hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Các bạn có thể thấy là mình đã mang đến cho các bạn hai ván đấu rất là chất lượng đúng không? Một ván mình gặp top thế giới và top cũng thuộc hàng gọi là top cao đấy, chứ không phải là top xoàng đâu. Top 90 chứ cũng không phải là cái gì cả. Và thứ hai mình có gặp một anh bạn Nhật Bản. Đấy, trận đầu tiên thì các bạn cũng thấy rồi. Người chơi bên kia sử dụng shot và có cái sự khống chế gần hạ gục được mình rồi. Tuy nhiên, lượng sát thương là chưa đủ và mình đã chạy thoát được. Nếu như có một gọi là sự lựa chọn tốt hơn ấy, thì anh bạn ấy đã có thể hạ gục được mình rồi. Và trong một cái trường hợp anh bạn ấy dùng Barton và Minigun, các bạn có thể thấy là khi mà mình vừa nhìn vào anh bạn ý, mình lia cái tâm vào anh bạn ý, thì anh bạn ý có quay ra sau lưng ngay lập tức. Bởi vì sao? Chắc chắn rồi, anh bạn ý không xem video của mình, nên là không biết khi nào mình mới tấn công. Đấy, các bạn xem video thí nghiệm của mình rồi thì các bạn sẽ biết là khi nào mình tấn công thì lúc đó các bạn mới quay lưng lại về phía sau. Và bởi vậy, anh bạn ý không biết là khi nào thì mình tấn công nên là rất là mơ hồ và hoang mang. Đấy, bởi vậy mình đã chốt được cái thời cơ ý. Mình đã tấn công được một cách chớp nhoáng. Và tiếp theo là một anh bạn Nhật Bản. Và các bạn cũng thấy rồi, hoàn toàn là bất lực. Đấy, hoàn toàn là bất lực bởi cái sự bất ngờ của mình. Và cũng không biết là khi nào mình tấn công. Và hơn nữa, mình không chỉ là một người tấn công trong sự vội vàng. Đấy, và không phải là cứ có robot ngon là các bạn muốn làm gì thì làm. Mình quan sát, để mình quan sát rất là kỹ xem anh bạn ấy dùng con gì, dùng vũ khí gì, dùng kỹ năng hay chưa. Đấy, và mình cũng biết được là khi nào anh bạn ấy sẽ phải dùng kỹ năng. Và khi mà đã nắm bắt được tất cả những cái điều kiện đó rồi thì mình mới đưa ra gọi là phương thức tấn công. Đấy, cái điều đó sẽ giúp các bạn là cho dù các bạn ở cái hoàn cảnh nào, các bạn sử dụng đồ gì, robot ra sao, thì các bạn sẽ tận dụng được cái thế mạnh của con ý. Tất nhiên là trong những cái trường hợp mà các bạn gặp hạ lực chiến thì mình không nói, nhưng ở một cái trận đấu, ở cái thế cân bằng giữa hai người chơi đấy, cùng khung lực chiến các thứ, thì mình tin tưởng rằng khi mà các bạn đã có những cái tầm nhìn như vậy trong trận đấu rồi thì các bạn sẽ có cái cửa hơn so với đối thủ bên kia. Rồi, mình hy vọng là đây sẽ là một cái video chất lượng dành cho các bạn, để các bạn thấy được trong 2v2 Seeker vẫn, mình xin dùng từ này cho nó khiêm tốn một chút xíu, là khá là tốt. Ở đây mình dùng khá là tốt bởi vì mình tin rằng là hai anh bạn kia chưa biết được ưu nhược điểm của con này. Đấy, chắc chắn rồi, chưa xem video của mình. Đấy, chưa xem video của mình. Đấy, mình có thể khẳng định là như vậy. Nên mình chỉ dám nói là khá tốt thôi. Đấy, còn trong tương lai nếu như mình gặp một bạn Việt Nam nào đó xem video của mình ấy, thì mình tin tưởng rằng bạn ấy sẽ đối phó với mình dễ hơn và sẽ có cửa cao là thắng mình. Đấy, mình tin tưởng là như vậy. Còn với hai người chơi kia thì họ không xem video của mình, họ không am hiểu về con này, nên họ đã hoang mang, lúng túng và đã bị mình lấn lướt. Rồi, như mình đã nói trong số video công chiếu, và mình có thể tự tin rằng những điều mình nói, mình quan sát, cung cấp đến cho các bạn đều là những cái thông tin bổ ích. Đấy, và mình cũng rất muốn là các bạn ủng hộ mình hơn nữa bằng cái việc đăng ký kênh và like video qua những cái sự cống hiến của mình, để giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm tốt hơn trong tựa game này. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.